Xin chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo. Ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt. Sài Gòn Go và Hồng Tâm Travel đã mở ra một vị trí ghi hình tại Nha Trang giúp cho các cô chú anh chị và các bạn ở khu vực miền Bắc, miền Trung có thể là tới đây ghi hình một cách dễ dàng hơn và không cần phải tốn rất nhiều thời gian để đi vào tận tới trong Long An. Và hôm nay là Hồng Tâm Travel và Sài Gòn Go có hẹn một chị đó tên là Lê Thị Mỹ Liên và là một người mẹ đơn thân. Chị đó hiện tại đang sinh sống ở khu vực Diên Khánh, là cũng gần với nhà của Hồng luôn và cùng quê với nhau luôn và cũng là mẹ đơn thân luôn. Ước muốn của chị đó khi mà tới thăm chương trình muốn ghi hình đó là tìm một người chồng chị biết lo làm, rồi làm phụ hồ cũng được, quan tâm, chăm sóc và yêu thương chị là được rồi. Với ước muốn vô cùng đơn giản. Và để đi sâu về câu chuyện của chị Liên này thì xin mời tất cả quý vị khán giả và các bạn cùng theo chân Sài Gòn Go và Hồng Tâm Travel để biết thêm câu chuyện cũng như là cái mảnh ghép của chị muốn mong tìm như thế nào. Xin mời cả nhà. Rồi, xin mời chị ngồi. Và ở trên bàn tụi em có để một ly nước, khi nào chị khát thì chị cứ dùng nha. Chương trình Sài Gòn Go và Hồng Tâm Travel xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn. Em xin chào chị Liên. Ngày hôm nay tụi em rất vui mừng khi chị đồng ý tham gia chương trình và tụi em sẽ cố gắng tìm được nửa yêu thương của chị đúng như ý nguyện của chị. Và lời đầu tiên thì em xin mời chị giới thiệu đôi nét về bản thân mình một chút để cho những vị khán giả và cũng như nửa yêu thương của mình biết thêm về chị. Dạ, em là Lê Thị Mỹ Liên. Dạ, chào cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Em lên đây Sài Gòn Go muốn kiếm mảnh ghép yêu thương. Dạ, và chị ở đâu ạ? Ở Khánh Hòa. Và tuổi của chị bao nhiêu? Xin nhắc lại ạ. Sinh 1980 là tính ra là 44 tuổi. Dạ vâng, chị Liên 44 tuổi ở Khánh Hòa. Và trước khi mình tham gia chương trình thì tụi em sẽ có ba cái thể lệ. Thì xin mời, bây giờ em sẽ đọc và chị nói đồng ý giúp em nha. Đầu tiên đó là chị Liên có đồng ý cho Sài Gòn Go và Hồng Tâm Travel sử dụng hình ảnh và video của chị cho phép tụi em đăng lên mạng xã hội được không ạ? Ok, đồng ý. Dạ, thứ hai nữa là chị Liên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước những lời nói và trong cái video này. Ok. Chị đồng ý. Đồng ý. Dạ. Rồi thứ ba là chương trình chỉ là nơi cầu nối để giúp cho chị Liên tìm được mảnh ghép yêu thương của mình. Và những điều về sau thì chương trình sẽ không hoàn toàn chịu trách nhiệm. Ok, đồng ý. Dạ rồi, em xin cảm ơn chị. Và bây giờ chị có thể nói về tình trạng hôn nhân của chị trước và hiện tại được không ạ? Được. Dạ, xin mời chị. Hôn nhân lần đầu tiên thì cũng không có tiếng nói chung, rồi cũng đổ bể, thành thử là cũng ra tò. Tiếp tục một thời gian sau cũng 20 năm, cách 20 năm thì cũng có kết nối thêm một người. Dạ. Rồi sau đó cũng không có tiếng nói chung thì cũng đưa ra tò một lần nữa, là lần thứ hai. Dạ. Và tới nay là lần thứ ba là chị vẫn chưa có ai hết đúng không ạ? Đúng rồi. Và chị có bao nhiêu con chung tính từ hai người chồng? Hai người là hai đứa con. Là người thứ nhất là một đứa. Đúng và rồi. Người thứ hai một đứa. Một đứa là hai và, đứa. Trai hay là gái chị? Hai đứa con trai hết. Một đứa thì bây giờ đã có gia đình riêng rồi. Còn một đứa nhỏ bây giờ hiện tại là đang 5 tuổi. Dạ, thì cho em hỏi sơ về một chút. Là sau hai cái mối tình của chị đó, là nó đều là cái nguyên nhân đó là không có tiếng nói chung hết hay sao chị? Dạ đúng rồi, cũng không có tiếng nói chung chứ cũng không có chuyện gì mà to tát lắm. Chị có thể chia sẻ sâu một chút xíu, không có tiếng nói chung ở đây là mình bất đồng về cái gì không chị? Tại vì về người sau này á, thì thay vì cũng hiền, bản tánh thì cũng hiền, kiểu như là hay kiểu như là dè chửa một chút. Rồi những lúc mình không có tiếng nói chung á, đâm ra rồi vợ chồng cái lịch địch, thành thử là từ đó mới đưa tới cái chuyện ly hôn. Rồi về ly hôn thì chị là người nhận nuôi con hết hay sao chị? Đúng rồi. Rồi hai người đó là ở khu vực nào chị? Cũng ở Khánh Hòa luôn. Ở Nha Trang luôn hả chị? Đúng rồi. Và nếu như chị nói về anh đó gia trưởng thì là anh đó gia trưởng về trong cái vấn đề gì chị?
kiểu như gia trưởng á, thay vì không cái cha vợ là học cà phê cà pháo này, không cho tiếp xúc với bạn bè gái đồ thường xuyên vậy á, cũng như cấm á, chỉ là nói là chỉ ở nhà rồi nội trợ coi ngó con cá vậy thôi. Dạ, và trong cái thời điểm đó là chị có đi làm không hay là để anh nuôi? Có chứ, cũng đi làm. Dạ, nhưng mà anh không cho chị. Đúng rồi, những lúc không sẽ giao công việc của chị là cái làm ăn là phải có sẽ giao, những lúc cà phê cà phá một chút đó, thì ảnh cũng ràng buộc không cho rồi gì đó. Dạ, rồi công việc của chị hiện tại và lúc đó như thế nào? Bây giờ hiện tại là chị đang làm tập vụ Dạ, chị đang làm tạp vụ ở khách sạn hay là ở siêu thị chị? ở khách sạn, Khách sạn mấy sao chị? chị cũng không làm mấy sao nữa. Dạ, thì chị làm bao lâu rồi? Làm 7 tháng nay rồi. Và cái thu nhập chính hiện tại để chị nuôi mấy đứa con của chị là gì? Cơ bản chính nó 1 tháng lương hả 6 triệu. 6 triệu một tháng. Và hiện tại là căn nhà của chị ở là của chị hay là chị ở thuê? Trước mắt bây giờ là chị ở thuê. Dạ, chị ở thuê. Và con của chị là vẫn còn đi học chứ? Nó vẫn đi mẫu giáo. À, là vậy hàng ngày chị phải đưa rước bé hả? Đúng rồi. Rồi cái sở thích của chị là gì? Sở thích của chị hả? Sở thích của chị là thích mua sắm, sắm sửa. Rồi còn gì nữa không chị? Không. Chị có thích trang điểm make up không? Tại vì em thấy chị có cái sự trang điểm make up nè. Vậy hả? Thì những lúc phụ nữ ra đường với son phấn chút nhẹ nhẹ vậy thôi. Dạ, cả nhà thấy không? Chị Lê Thị Mỹ Liên, 44 tuổi, nhìn rất là xinh, rồi có duyên, và với cái nụ cười tỏa nắng này thì sẽ làm bao nhiêu anh đốn đổ. Rồi, về cái phần nhược điểm của chị, Là sao không hiểu. cái khuyết điểm của chị á, trong cuộc sống á, chị hay làm cái gì là người ta không thích chị á? À, khuyết điểm của chị hả? Dạ. Thì chị thấy chị sống rất là hòa đồng, dù cha bạn bè chị em anh em rất là hòa đồng, kiểu như hoạt bát, không có cái kiểu như là không có chút gì mà kiểu như là này nọ, đại khái là vậy. Và ví dụ trong một cái mối quan hệ hôn nhân của chị đi, thì khi mà xảy ra mâu thuẫn á, chị xử lý như thế nào? Nếu mà hôn nhân chị đơn giản lắm, thay vì vợ chồng chị mà kiểu như cá hơi xích mích một chút á, thì chị ở nhà thì chị sợ là đâm ra vợ chồng mà cái gặp mặt á là sẽ cãi kình, thay vì lúc đó nóng giận thì chị xách xe đi ra quán cà phê, ngồi quán cà phê để thư giãn đầu óc rồi chị quay về vậy thôi. Dạ, rồi trong cuộc sống hôn nhân vậy á, anh có quan tâm lo lắng cho chị gì nhiều không? Tại vì cuộc sống hôn nhân ảnh cái đi biển, đại khái là cuộc sống khi mình đã đến nhau là phải chấp nhận cái sự đó anh đi biển rồi, thì đó là vậy. Thay vì hiền ảnh hiền mà đều có hai gia trưởng, cái cấm cản vợ con là không có cha giao tiếp. Và chị chịu đựng bao lâu thì chị mới quyết định đi vậy? Được 2 năm. Là kể từ lúc mà khoảng cách giữa người chồng thứ nhất tới người chồng thứ hai là bao lâu chị sẽ kết hôn với người chồng thứ hai? Cách nhau 20 năm. 20 năm mà chị kết hôn. Rồi bây giờ chị đã ly dị với anh hiện tại là bao lâu rồi? Khi mà chị sống xong chị sinh thằng nhỏ ra được cỡ mấy tháng à là chị ly hôn rồi em. À, vậy là thời gian chị sống với anh đó là rất Kéo là dài ngắn được ha. 2 năm, À, rất là lúc ngắn. bầu á, lúc bầu cho đến lúc sống cho đến bầu cho đến sinh thằng nhóc ra luôn Dạ. là được 2 năm á. Trước đó là chị có tìm hiểu kỹ về anh đó không? Tại vì không, tại qua cái bà chị á cũng như đi chơi á, xong rồi gặp nhau rồi bắt đầu cảm thấy chị thấy hiền á, rồi bắt đầu rồi lúc đó rồi chị nghĩ là thôi chị đến luôn chứ cũng không có tìm hiểu kỹ. Dạ. Và bây giờ em sẽ đến cái phần đó là tìm mảnh ghép của chị. Thì chị muốn cái mảnh ghép tiếp theo của chị nó như thế nào để mình rút kinh nghiệm, không có đi vào vết xe đổ của hai mối quan hệ trước. Bây giờ chị lên chương trình, chị muốn kiếm một mảnh ghép yêu thương, là một người người đó phù hộ thồ cũng được, mà phải đừng có gia trưởng, phải biết yêu thương vợ con, dù cha con của chị ảnh cũng phải thương như con của ảnh là được rồi. Còn nhậu nhẹt thì thay vì đàn ông là phải nhậu, mà nhậu là phải điểm dừng Dạ. nhá, là ok rồi. Rồi có thuốc lá gì không chị? Thì đàn ông là phải có những lúc có thuốc chứ, còn thay vì không cấm được cái tự dân, nếu mà chị gặp người không hút thuốc á thì cũng được, mà gặp người hút thuốc á thì cũng được, không thể nào cấm người ta bỏ được. Rồi là chỉ cần là không cấm cản chị đi Đúng rồi, chơi rồi đi làm việc những cái mối quan hệ của chị bên ngoài đúng không?
Không, tại vì chị cái chuyện vợ chồng á, là không phải là không cấm, mà điều thay vì đừng gia trưởng lắm, thay vì chị em phải uống cà phê hoặc là những lúc đi uống nước mía gì đó, ảnh phải đừng nên cấm những cái đó, đừng có gia trưởng những Gia cái trưởng nó sẽ có rất là nhiều đó. Rồi. cái phần khác nhau. Ví dụ như có những người người ta độc tài, người ta không cho chị làm bất cứ điều gì. Rồi ví dụ như chị đang làm công việc này thì chị có muốn là mình duy trì công việc này hay không? Tại vì chị bây giờ trước mắt là chị đang làm cái này, nếu mà ảnh sống về xác nhận với chị thì công việc này ảnh vẫn cho chị làm, tại vì chồng làm một tay, vợ làm một tay, chứ còn một mình ảnh thì cũng không khả năng đại khái gì, muốn làm thêm. Rồi chị muốn là anh đó làm thợ hồ, rồi ngoài ra có muốn anh đó làm cái việc khác không? Đôi khi những anh ví dụ như là làm ở văn phòng hoặc là có cái tiệm tạp hóa mà muốn để ý tới chị thì được không? Được thì thay gì cũng được. Đó. Đại khái là kiểu như chị cũng lên đây thì cũng kiếm một người, thay vì cơ bản thì một tháng vợ chồng thì hợp tay làm, thì ảnh làm lương cơ bản tháng cứ như 10 triệu đó, thay vì đại khái là đủ trang trải trong gia đình, vợ chồng con cái Vậy rồi. là lương tháng 10 triệu là có thể là về sống được với chị. Đúng rồi. Rồi ví dụ thí dụ như anh đó không có nhà thì sao chị? Thì không có nhà thì chị thì cũng thành nhà thuê thì về ở chung, thì vợ chồng làm nhau làm rồi bắt đầu trả tiền nhà hàng tháng. Và chị muốn cái người đó là ở vùng miền nào? Thay vì Sài Gòn, miền Tây hoặc là Khánh Hòa đó, chứ vậy đó. Có nghĩa là từ Khánh Hòa mình đổ vô Đúng đúng không rồi. chị? Nước ngoài chị đi không? Nước ngoài hả? Nếu mà có thì càng tốt. Ví dụ như nước Indo, Ấn Độ chị thích không? Nước nào cũng được á, miễn là cái người đó là thương thiệt sự là được rồi. Vậy Lào đúng không chị? Mấy anh Việt kiều Lào, Campuchia cũng hay gọi điện gì tụi em lắm á. Đúng rồi, nước nào cũng được, thay vì nó là, miễn là người đàn ông đó là phải thương chị là được rồi. Thương chị và thương con chị nữa. Đúng rồi, thương con chị. Rồi khi mà anh đó có nhà cửa thì chị có muốn là theo anh đó về không? Anh đó có nhà cửa theo anh ấy về hả? Thì nếu mà về á thì lúc đó chị cũng chưa nghĩ, chị chưa nghĩ cái tới đường đó. Chưa nghĩ luôn hả? Đúng rồi, chưa nghĩ tới. Vậy là chị vẫn mong muốn mình sống ở quê mình đúng không? Đúng rồi. Và về lập nghiệp ở đây. Đúng rồi. Rồi, đó là một cái mong muốn mà của chị. Và chị có khắc khe về cái việc tôn giáo không? Ví dụ như anh đã theo đạo chị không thích, hay là đạo Hồi á? Không, không em, chị nghĩ là đạo nào cũng là đạo, không sao hết. Chị dạ. Không khắc khe mấy cái đó. Em giả sử như là anh đó là người đạo Công giáo, chị là người đạo Phật đúng không ạ? Bây giờ chị giả thì cho anh ấy rồi thì chị phải học đạo đúng không? Đúng rồi. Chị đồng ý ha? Đúng rồi. Dạ. Rồi, và khi mà hai người đã xác định về ở chung với nhau thì chị làm thế nào để chị giữ cái mối quan hệ đó lâu dài? Để không có đi vết xe đổ hai mối quan hệ trước. Thì đúng rồi, bây giờ nếu mà chị lên mảnh ghép yêu thương, nếu mà người đó thiệt thì về ở chung với chị, rồi vợ chồng phải yêu thương nhau, thay vì phải có tiếng nói chung với nhau, đại khái là vợ nói chồng nghe, chồng nói vợ nghe vậy đó. Dạ rồi, và chị có yêu cầu gì thêm đối với những người sắp tới với mình không? Không em không yêu cầu gì nữa hả chị? Rồi ngày hôm nay thì tụi em rất là vui khi mà được phỏng vấn chị, và cũng như các vị khán giả cũng biết thêm thông tin về chị. Và những ai mà muốn kết nối với chị thì có thể là mạnh dạn lên kết nối với chị, tại vì chị khá là xinh đẹp nè, ngoại hình nè, rồi chị biết làm ăn, không có chơi bời cờ bạc gì cả, và một người phụ nữ đã va vấp hai lần đò rồi thì cũng rất là thương xót. Cho nên là lần này em mong rằng chị sẽ cố gắng duy trì cái mối quan hệ của mình để mà nó tiến tới lâu dài hơn, mình lo chăm sóc cho bản thân và mình làm nhiều thứ hơn đó. Và kết nối cuối chương trình thì bên em sẽ có một món quà tặng cho chị. Khi mà đến với chương trình thì tụi em đã chuẩn bị sẵn cho chị một món quà nhỏ về trầm hương. Đây là những loại nhang trầm và bột trầm để giúp cho chị xông nhà, làm cho chị thoải mái và an lạc, bình an hơn. Và tụi em chân thành cảm ơn chị rất là nhiều. Ngày hôm nay chị đã tới đây là người đầu tiên
quay với cái background này giúp cho tụi em có thêm một cái nguồn động lực nữa để kết nối nhiều hơn cho các cô chú anh chị. Em xin cảm Rồi, ơn chị. em cảm ơn em nhiều. Dạ, và em cũng xin chúc cho chị sẽ sớm tìm được nửa kia của mình và được như ý nguyện của chị, và cầu chúc cho chị được mạnh khỏe, luôn xinh đẹp và mãi thành công. Và đến đây thì Sàn Go và Hồng Tâm Travel xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi hết video này. Và nếu như mà ai muốn kết nối với chị Lê Thị Mỹ Liên thì hãy nhấc máy gọi điện qua cái số hiển thị trên màn hình để tụi em có thể giúp các anh chị và các cô chú kết nối với nhau. Và em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết video này, và hẹn cả nhà ở cái số kế tiếp nha. Bye bye, bye chị.